Thưa luật sư Huy, thì hiện nay có nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi là trong gia đình thì nếu một người vào đảng thì người còn lại khi mà làm hồ sơ B5 có ảnh hưởng gì đến việc nhập cảnh hay không, thưa luật sư? Thưa anh Tim cũng như quý vị khán giả, thì luật di trú quy định rất rõ là một đảng viên đảng Cộng sản thì sẽ bị một hình phạt gọi là cấm nhập cảnh. Tuy nhiên nó có trường hợp ngoại lệ mà 99% người Việt Nam sẽ rơi vào, đó là họ có thể chứng minh được rằng việc vô đảng là vì công việc cũng như vì mưu sinh. Và trong trường hợp này đó thì đa số họ sẽ không bị hình phạt cấm nhập cảnh. Nhưng nếu như vẫn bị tình trạng cấm nhập cảnh thì quý vị có thể nộp đơn xin ân xá để được ân xá cái hình phạt cấm nhập cảnh này. Dạ vâng, cảm ơn anh Huy.